tộc đại học á thì chán lắm, toàn mấy đứa dân tỉnh quê mùa, nghèo nàn, giống như chị vậy đó. Cho nên tôi cảm thấy không có hứng thú kết bạn. Thì đâu phải ai cũng may mắn sinh ra trong một gia đình giàu có như em vậy đâu. Em đừng có coi thường người khác như vậy chứ. Ủa, tôi đâu có làm gì đâu, tôi chỉ cảm thấy là họ không có đủ đẳng cấp để kết bạn với tôi thôi. Ủa, mà chị qua đây là để dạy khôn tôi chuyện này hả? Không, không phải. Chị Minh Châu nè. Gì? Em có biết anh chàng tên Chuyên trong lớp mình không vậy? Chuyên hả? Ừ. Không biết. Ai vậy? Thì là bạn Nguyễn Trung Chuyên đó. Bạn Nguyễn Trung Chuyên ở gần chỗ chị nè. Cái anh chàng mà hơi ngố ngố, đeo cặp kính cận gì nè, nhìn cũng dễ thương lắm. Là Nguyễn Trung Chuyên hả? Ừ. Ngồi cuối lớp hả? Ngồi cuối lớp thì chắc chắn thành tích kết quả học hành do ẹt.